Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình khuyến học Việt Nam. Sau đây là những thông tin chính trong chương trình. Thưa quý vị, vừa qua ngày 25 tháng 8, Hội khuyến học huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022 và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Tới dự có đồng chí Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Đinh Bá Khải, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện, Chủ tịch Hội khuyến học huyện Hưng Hà. Tại hội nghị, Hội khuyến học huyện đã trao tặng 81 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho học sinh nghèo hiếu học của các cấp học tại 35 xã, thị trấn và khen thưởng cho 10 học viên tiêu biểu của các trung tâm học tập cộng đồng đã vận dụng tốt kiến thức vào thực tế. Đây là hoạt động nhằm động viên các em học sinh giỏi và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập, nhất là khi năm học mới 2022-2023 đang đến gần. Trước đó, ngày 23 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thị trấn Hưng Hà đã tổ chức hội nghị khen thưởng gần 430 học sinh giỏi các cấp năm học 2021-2022. Hội khuyến học thị trấn Hưng Hà đã trích quỹ khuyến học gần 30 triệu đồng để khen thưởng các em. Ngoài ra, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ dân phố, hợp tác xã, dịch vụ nông nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân trích quỹ khen thưởng hàng chục triệu đồng. Thưa quý vị, chiều ngày 30 tháng 8, Hội khuyến học tỉnh Hà Nam phối hợp với các nhà tài trợ đã trao thưởng cho học sinh đoạt giải và giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 năm học 2021-2022, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học khá giỏi năm 2022. Hội khuyến học Hà Nam cùng các nhà tài trợ đã trao thưởng cho gần 200 học sinh, giáo viên, trong đó 47 học sinh đoạt giải và 19 giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 năm học 2021-2022, mỗi người được nhận 1 triệu đồng. Ngoài ra, trao học bổng ngắn hạn và dài hạn thường kỳ cho 133 học sinh, trao tặng xe đạp cho 18 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua chương trình, Hội khuyến học tỉnh Hà Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội với giáo dục các cháu học sinh, sinh viên cố gắng rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi và công dân tốt của đất nước. Thưa quý vị, sáng ngày 30 tháng 8, trước thềm năm học mới, để đồng hành với ngành giáo dục tỉnh nhà, Hội khuyến học tỉnh Nghệ An phát động và triển khai tháng khuyến học Nghệ An trong thời gian từ ngày 22 tháng 8 năm 2022 đến ngày 2 tháng 10 năm 2022. Chương trình nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cấp hội khuyến học về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện có chiều sâu trong các phong trào thi đua khuyến học, đặc biệt là phong trào tháng khuyến học Nghệ An gắn với ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, khai giảng năm học mới 2022-2023. Ngoài ra, Hội khuyến học tỉnh Nghệ An kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ các nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chăm lo, giảng dạy, công tác tốt, khen thưởng cho học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế. Người lớn tham gia học tập, ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao hiệu quả, năng suất lao động. Tại lễ phát động, Hội khuyến học tỉnh Nghệ An đã tặng 20 chiếc xe đạp cho học sinh khó khăn, vượt khó học tập tốt của trường Trung học phổ thông Nghi Lộc 4. Chương trình truyền hình khuyến học Việt Nam hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!